bốn người gian cảnh móc trộm, phối hợp như phim, không ai hay biết. Cô chủ bảo chi hơn 15.000 đô la Mỹ tổ chức sinh nhật xa hoa cho thú cưng. Thụy Sĩ phạt tù 5 năm đối với người cố tình mắc Covid-19. Hải Vân xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin ngày 26 tháng 12 của Sài Gòn TV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Sau 15 ngày triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, thành phố đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó, số liệu tử vong đang giảm dần. Tuy nhiên, một số quận huyện còn chậm trong công tác triển khai cập nhật số liệu nhóm người nguy cơ. Do đó, Sở đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện chỉ đạo quyết liệt việc nhập đầy đủ dữ liệu. Các địa phương có dữ liệu chưa đầy đủ cần nhập bổ sung ngay những nội dung còn thiếu, đồng thời phân công tên người chịu trách nhiệm nhập liệu. Về công tác tiêm chủng, Sở yêu cầu các địa phương thực hiện mũi 3, mũi bổ sung và nhắc lại và hoàn tất trong tháng 1 năm 2022. Các quận huyện và thành phố Thủ Đức phải thực hiện cao điểm tiêm mũi 3 cho cả nhóm nguy cơ, không nguy cơ sau khi đủ 3 tháng tiêm mũi 2. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý tất cả F0 vừa hoàn thành điều trị cần được tiêm vaccine ngay, không chờ đủ 6 tháng. Liên quan đến công tác cấp phát thuốc kháng virus, Sở Y tế Thành phố cho biết tất cả F0 thuộc nhóm nguy cơ phải được sử dụng gói thuốc C ngay trước khi đi cách ly và không phải có triệu chứng. Đối với F0 không thuộc nhóm nguy cơ, các địa phương cần cấp phát Monopiravir khi họ có triệu chứng nhẹ. Nhằm bảo vệ đàn voi rừng tránh xung đột với con người, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng thêm 25 km hàng rào điện. Điều này đồng nghĩa với việc tỉnh sẽ có tuyến hàng rào điện dài trên 75 km. Được biết, đây là dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn voi rừng giai đoạn 2014-2020. Theo đó, công trình gồm hàng rào điện có chiều dài 25,1 km, 976 trụ hàng rào, 4 nhà trạm, 14 cổng chính, 4 cổng phụ. Tuyến đường cặp hàng rào điện dài 2,7 km, lắp đặt 20 bảng cảnh báo giao thông trên các tuyến đường đã xây dựng. Hàng rào điện được xây dựng cố định gồm 2 tuyến. Tuyến hàng rào điện tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán dài khoảng 12,5 km, từ trạm Sa Mắt đến trạm Đồi Trường. Và tuyến hàng rào điện tại xã Tà Lài, Cát Tiên, huyện Tân Phú dài 12,6 km, từ chốt 91 thuộc đội 3, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp La Ngà đến sông Đồng Nai. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 10 năm 2022, tổng kinh phí xây dựng 25 km hàng rào điện bổ sung khoảng 14 tỷ đồng. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay, tổng số xe container hàng hóa xuất khẩu còn tồn tại khu vực các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn là hơn 4.000 xe, trong đó chủ yếu là xe chở hoa quả xuất khẩu tập trung tại cửa khẩu Tân Thanh. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định giảm 20% phí dịch vụ xe ra vào bến bãi và giảm đến 70% phí lưu bến bãi tại khu vực cửa khẩu. Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn cũng hỗ trợ thức ăn, nước uống cho các tài xế, đồng thời quyết định miễn phí điều trị cho lái xe không may nhiễm Covid-19. Việc giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu và giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh là một trong những giải pháp được tỉnh Lạng Sơn đưa ra để hỗ trợ các doanh nghiệp trong bối cảnh hàng hóa nông sản bị ùn tắc nhiều ngày do phía Trung Quốc siết chặt việc thông thương với lý do phòng chống dịch. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn chi cục hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết cũng sẽ phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ cho các lái xe đang ùn tắc tại cửa khẩu như nước uống, bánh chưng, lương khô, xúc xích. Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn cũng đã thống nhất về việc thiết lập vùng đệm là khu vực khử khuẩn hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chuẩn quốc tế đặt ngoài khu vực cửa khẩu. Tại khu vực này, việc kiểm soát dịch bệnh trên người hàng hóa sẽ được đảm bảo chặt chẽ, kết hợp với việc tiếp tục thực hiện quản lý, kiểm soát đối với lái xe chuyên trách và lái xe đường dài theo quy trình khép kín. Mạng xã hội mới đây truyền tay nhau những hình ảnh về một loại củ khá giống với khoai tây nhưng lại mọc trên cây, giống như một loại trái cây vậy. Cùng với đó, nhiều bình luận còn nói rằng loại củ này ăn rất ngon. Ấy thế nhưng ngược lại, không ít người khẳng định loại củ này có độc và không thể ăn được. Vậy rốt cuộc nó là củ gì và có nên ăn hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đây thực chất là khoai tây dây leo hay còn gọi là khoai tây không khí có nguồn gốc từ châu Á và châu Phi, cận sa mạc Sahara. Khác với khoai tây bình thường, củ của giống khoai này lại mọc trên dây, phát triển trên mặt đất thay vì ở dưới lòng đất giống như khoai thường thấy. Vì thế mới gọi là khoai tây không khí. Theo lời truyền miệng của nhiều người, chỉ cần gọt đi lớp vỏ cứng bên ngoài và lớp màu xanh là có thể ăn được. Thậm chí một số cư dân mạng còn nói rằng mang loại khoai tây này về để trong một thời gian thì ăn sẽ ngon, dẻo hơn và cho hương vị lạ lắm hơn. Thế nhưng các nhà khoa học lại khuyến cáo rằng khi chưa biết rõ cách sử dụng và đặc tính của chúng thì chúng ta không nên sử dụng một cách tùy tiện. Bởi theo nhiều nghiên cứu, bên trong loại khoai tây này có chứa một số chất độc có thể gây hại đến người ăn chúng.
Sau khi phát hiện con mồi, một nhóm gồm 4 người đã lên kế hoạch dàn cảnh và lấy trộm đồ táo tợn ngay giữa ban ngày. Phi vụ thành công, bọn chúng liền báo nhau nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc này vừa xảy ra ở một tiệm bánh trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh và đã được camera ghi nhận lại toàn bộ sự việc. Theo camera an ninh ghi lại, người phụ nữ mặc váy cam đứng trước cửa một tiệm bánh mua hàng đang bận lửa bánh. Xe của một người đàn ông từ phía sau đã tiến lên, cố để mắc kẹt vào đuôi xe của người phụ nữ. Trong khi cả hai bên đang mãi tháo gỡ chỗ phần xe bị kẹt, một bà cô ăn mặc kính bưng chạy xuống tiến lại gần xe người phụ nữ mặc váy cam và thó luôn túi đồ trẻ phía trước. Sau khi móc trộm thành công, rất nhanh chóng, nhóm người liền tẩu thoát. Và giây sau, người phụ nữ mới biết mất túi đồ, vội nhìn ngó xung quanh, gọi cả chủ cửa hàng ra để hỏi, nhưng đã quá muộn. Phát hiện một khu nhà trọ có cửa mở toang, nhưng không thấy ai trông chừng. Hai nam thanh niên đã lên kế hoạch trộm xe máy. Tuy nhiên, bọn chúng không thể ngờ rằng mình đã bị sập bẫy bắt trộm của chính những người trong khu nhà trọ. Sự việc trong đoạn clip dưới đây xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 12 vừa qua, ở một khu nhà trọ. Thời điểm đó, nhà trọ cửa mở toang, trong sân có tới 4 chiếc xe máy mà không ai trông chừng. Khi phóng xe máy lướt qua phát hiện thấy con mồi ngon ăn, hai nam thanh niên đã dừng lại rồi bàn kế hoạch với nhau. Một tên canh chừng bên ngoài, tên còn lại bước qua cánh cổng đang rộng mở để trộm xe máy. Thế nhưng khi tên này vừa mon men tiếp cận phá khóa xe máy thì đã bị hai người phục sẵn ở trong nhà phát giác. Nhóm người trong nhà trọ lao ra chốt cửa cổng rồi đánh tên trộm. Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước đoạn clip 4 đứa trẻ thi nhau bắt cá koi bạc triệu tại một quán cà phê để chơi đùa. Nhiều người cho rằng với độ tuổi của những đứa trẻ trong clip, có thể chúng chưa nhận thức được đúng sai trong hành động của mình. Tuy nhiên, người lớn đi cùng hoàn toàn có thể ngăn chặn điều đó, nhưng họ đã không làm. Theo dõi đoạn clip ghi lại cho thấy có khoảng 4 đứa trẻ đã bắt cá koi, thứ cá đắt đỏ lên đến bạc triệu đang bơi dưới nước lên để chơi. Điều đáng nói là người lớn đi cùng đều không có thái độ nhắc nhở hay bảo ban con em mình, thậm chí có người còn cười đùa, hùa theo, bắt con cá đang thoi thóp vì không được thở dưới nước. Không ai trách sự hồn nhiên của những đứa trẻ, nhưng thái độ không can ngăn hay giải thích của những người lớn đi cùng đã khiến cho cư dân mạng khi xem không khỏi bức xúc. Một vài netizen bên dưới đã để lại phần bình luận. Trẻ con không biết đã đành, người lớn cũng hùa theo bắt cá là sao nhỉ, không hiểu luôn. Coi clip xong, thấy lỗi này phụ huynh nên coi lại, chỗ công cộng, mình ý tứ tí. Có lẽ khi nhìn thấy cảnh này, chủ cửa hàng cũng phải khóc thét vì xót của. Còn bạn, nghĩ sao về hành động này? Tẩm quốc, massage vốn được nhiều người coi là cách thư giãn, giảm mệt mỏi rất hữu hiệu. Thế nhưng, theo các chuyên gia, nếu thực hiện không đúng cách, nó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, giống như trường hợp của người phụ nữ ngay sau đây. Vừa được chia sẻ cách đây không lâu, đoạn clip ngắn ghi lại trong một phòng massage khiến người xem đặc biệt chú ý. Trong clip, người phụ nữ nằm úp xuống và đang được một nam nhân viên tập quất. Sau động tác có phần mạnh của nhân viên, một tiếng rắc kêu to tới rợn người, đập tan không khí im lặng trong phòng. Người phụ nữ hoảng sợ kêu lên đầy đau đớn. Lúc này, nam nhân viên run rẩy đỡ người phụ nữ. Theo thông tin, người phụ nữ sau đó đã bị gãy xương đùi. Đây là một trong rất nhiều trường hợp gặp biến chứng khi đi massage. Vì vậy, theo các chuyên gia, tốt nhất khi định thư giãn, giảm cảm giác mệt mỏi, người dân nên đến các cơ sở được cấp phép. Đặc biệt, nếu muốn trị bệnh bằng liệu pháp này, bạn càng phải tuân thủ điều này và thật thận trọng. Cộng đồng mạng tranh cãi vì cô gái ở Trung Quốc chi hơn 15.000 đô la Mỹ để tổ chức sinh nhật xa hoa cho thú cưng. Cô gái này đã dùng số tiền trên để thuê 520 chiếc máy bay không người lái tổ chức sinh nhật cho chú chó cưng tròn 10 tuổi có tên là Dodo. Tối ngày 23 tháng 12 tại thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc, trong buổi tiệc mừng sinh nhật thú cưng bước sang tuổi thứ 10, cô gái đã thuê 520 chiếc máy bay không người lái với chi phí là 100.000 nhân dân tệ, gần 15.000 đô la Mỹ. Những chiếc máy bay không người lái này có nhiệm vụ phát sáng trên bầu trời đêm và sắp xếp theo đội hình thành nhiều hình thù khác nhau như hình bánh sinh nhật và chú chó ngồi trong chiếc hộp. Toàn bộ buổi trình diễn ánh sáng đẹp mắt kéo dài gần 30 phút và do chính chủ nhân của chú chó thực hiện. Cô gái cho biết muốn tổ chức buổi tiệc để cảm ơn chú chó đã ở bên cạnh mình trong suốt 10 năm qua. Bữa tiệc mừng sinh nhật xa hoa của chú chó Dodo đã nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Dodo có số hưởng bởi cuộc sống của nó còn tốt đẹp hơn rất nhiều người khác. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng việc làm này thật phí tiền của. Cô ấy nên quyên tặng số tiền này cho một tổ chức cứu hộ động vật thay vì đi thuê máy bay không người lái chỉ để cho mình xem. Giới chức Thụy Sĩ vừa ban hành quy định phạt tù lên đến 5 năm đối với những người cố tình để bị lây nhiễm COVID-19 nhằm tạo miễn dịch tự nhiên.
Quy định mới được đưa ra tại Thụy Sĩ sau khi xuất hiện thông tin một số người không muốn tiêm vaccine COVID-19 đã tổ chức các buổi tiệc lây nhiễm để lây lan virus với nhau, nhằm mục đích có được giấy chứng nhận miễn dịch sau khi khỏi bệnh mà không cần tiêm chủng. Giải thích cho lệnh này, chính quyền Thụy Sĩ cho biết việc cố tình nhiễm COVID-19 làm tăng nguy cơ lây lan virus sang người khác, đồng thời sẽ làm tăng số ca nhập viện và tử vong, theo đài truyền hình RT. Các chuyên gia cũng không đồng tình về việc tự lây nhiễm tự nhiên. Không thể kiểm soát được sự phát tán của bệnh bằng nhiễm dịch tự nhiên. Nguy cơ viêm cơ tim do nhiễm dịch tự nhiên cao hơn 10 lần so với tiêm vaccine. Dù sao, tiêm vaccine vẫn an toàn hơn để tự nhiễm bệnh. Trong thông báo tuần trước, chính quyền Thụy Sĩ cho biết chỉ những người đã được tiêm chủng và những người vừa hồi phục sau nhiễm COVID-19 mới được phép đến các nhà hàng, quán bar và các cơ sở trong nhà khác từ ngày 20 tháng 12. Chính phủ tuyên bố các hạn chế trên có mục đích giúp giảm nguy cơ những người chưa được tiêm chủng bị nhiễm bệnh và họ cũng có nhiều khả năng lây truyền virus và bị bệnh nặng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.